Bây giờ qua 8 đến 10 bài các bạn đã học với 6 nốt nhạc rồi lên 8 nốt nhạc. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một bài nâng cao hơn, bài khó hơn, gồm nhiều nốt nhạc hơn. Đó là bài Niềm Vui Của Em. Bài này đã được cậu Chan La Cà trên YouTube cover lại khá là hay. Bây giờ tôi sẽ đánh đúng cái tông mi thứ của cậu Chan La Cà, cậu ấy hát. Bắt đầu. Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên dây, em đến trường, cùng đàn chim hòa vang tiếng hát. Hạt sương long lanh nhẹ thấm trên môi, nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười, đưa em vào đời đẹp những ước mơ, đưa em vào đời đẹp những ước mơ. Đó, nó còn lời hai nữa nhưng mà đây chúng ta tập trung đánh đàn cho nên chúng ta không quan tâm đến lời lắm. Tôi chỉ hát lời một thôi. Bây giờ đến phần mổ cò để chỉ rõ cho các bạn từng nốt. Mi mi re re mi re si. Mi son la si, re si si la son. Mi 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 son mi la si la si. Mi la 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 mi si la son. Si fa 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 la fa mi re. Mi mi re re si si la son. Fa fa mi re si la son fa mi. Quên không nói sớm. Bài này chúng ta có cái nốt màu đen này, tôi gọi là nốt pha. Đó là nốt pha thăng các bạn nhá. Khác với nốt pha bình thường ở đây, bài này chúng ta không đánh pha bình thường, chúng ta đánh pha thăng bởi vì nó là giọng mi thứ. Bây giờ đến lượt tôi đánh nốt bằng các ngón tay nghiêm chỉnh. Mi mi re re mi re si. Mi son la si, re si si la son. Mi 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 son mi la si la si. Mi la 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 mi si la son. Si fa 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 la fa mi re. Mi mi re re si si la son. Fa fa mi re si la son fa mi. Rồi, chúc các bạn thành công.